Alo, alo, xin chào mọi người. Thì trong video này chúng ta sẽ cùng thảo luận cách thức về làm thế nào để có thể cấu hình được một cái mô hình ở trong Amos để nó có thể khớp với lại cái dữ liệu. Vẫn nên nhắc lại một lần nữa, việc chúng ta cấu hình mô hình là một chuyện, mà chúng ta xem xét với lại cái mô hình đó nó có phù hợp với lại cái dữ liệu hay không. Đó là một những cái cách nhìn cơ bản khi mà chúng ta nói chuyện về cái mô hình nhé. Thì trong cái này chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về cái phân tích dữ liệu đa nhóm hay dữ liệu nhóm đấy. Thì đầu tiên mở một cái file lên, mà user guide lên, thì đây là cái file chúng ta cứ thực hành với lại một số cái dữ liệu ở mức độ quy mô nhỏ thôi. Tầm khoảng 3 4 chục cái dữ liệu thôi. Còn khi mà chúng ta scale up nó lên, khi mà chúng ta mở rộng cái quy mô cái chương trình của chúng ta lên, thì cách thức làm nó cũng y chang như vậy. Nó chỉ khác nhau mỗi một cái là chúng ta kéo thêm nhiều, thả thêm nhiều, thiết lập các cái đường dẫn nhiều thôi. Thì về cơ bản nó cũng vẫn vậy. Thì trong cái này, khi mà nhìn vào cái bảng này thì các anh các chị hay mọi người nhìn vào thì các anh các chị đừng có nhìn vào ý nghĩa của mấy cái này làm cái gì cả, được chưa? Chúng ta hãy hình dung là trong cái bảng này nó gồm có một số các cái dòng và một số cái cột. Thì các cái dòng này nó hiển thị tương đương cho với lại từng những cái người mà tham gia khảo sát, hay những người tham gia làm bài test, hay là học sinh, hay là sinh viên, hay là những cái người mà giáo viên, giảng viên tham gia test. Và những cái số liệu bên này nó chính là cái con số thông qua cái bài test đó. Cái bài test đó nó có thể có nhiều loại test khác nhau, ví dụ như test chiều cao, test cân nặng, rồi test điểm số, rồi test A, test B, test C. Nó tóm lại nó là ra được các con số. Và công việc của chúng ta nó là phân tích mối tương quan giữa các biến giữa các con số đó. Chúng ta có nhiều cách để phân tích, có thể là phân tích theo hàng và cũng có thể là phân tích theo theo cột được. Tuy nhiên ở trong hầu hết những cái bài phân tích, người ta sẽ phân tích theo cột nhiều hơn, hay nói khác là dữ liệu nó sẽ thường được sắp xếp theo cột nhiều hơn. Có rất nhiều những cái bài nhé, có rất nhiều những cái bài người ta lại sắp xếp dữ liệu theo kiểu khác. Ví dụ những cái trường trên này là những cột người ta cho thành hàng, và những cái hàng người ta cho thành cột. Cái vấn đề của chúng ta cần phải biết được rằng là chúng ta muốn phân tích theo hàng hay phân tích theo cột, thì đó là việc chúng ta cấu trúc dữ liệu rồi. Thì ở đây nhìn trong cái bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ đưa ra một cái ví dụ đơn giản, đó là chúng ta muốn phân tích dữ liệu giữa hai cột. Và lúc này dữ liệu giữa hai cột đó là chúng ta sẽ phân theo nhóm, sẽ phân theo nhóm. Thì nhìn ở trên này nhìn ở trên này người ta đã có rất nhiều cách để chúng ta phân theo nhóm. Một là chúng ta có thể phân theo nhóm gì ạ? Chúng ta có thể phân theo giới tính, chúng ta có thể phân theo độ tuổi, chúng ta có thể phân theo khu vực sinh sống, chúng ta có thể phân theo nghề nghiệp, rất nhiều cái, hoặc là trình độ đại học, cái trình độ giáo dục chẳng hạn. Có rất nhiều cách để chúng ta phân theo, tùy vào cái dữ liệu của chúng ta cấu hình như thế nào, và tùy vào cách thức mà chúng ta mã hóa dữ liệu nữa. Thì trong các cái video trước, khi mà chúng ta thực hiện cái việc phân tích ấy, thì chúng ta bỏ qua một cái cột. Ví dụ như ở đây là cái cột sex, ly giới tính đi, không nó là nam, một nó là nữ, hoặc là một nó là nam, không nó là nữ chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì chúng ta không để ý quá tất cả những gì chúng ta làm từ trước đến nay nữa, đó là chúng ta phân tích hai cột này mà không quan tâm đến các cái cột còn lại. Thì trong phần này để demo trước thì chúng ta sẽ lấy hai cột, đó là cột recall, cột thứ G và cột thứ Y. Tên của nó là biến recall 1 và Q1 chẳng hạn. Recall 1, Q1 là gì chúng ta chẳng cần quan tâm đâu. Chúng ta chỉ cần quan tâm là chúng ta muốn phân tích mối tương quan giữa hai cái biến này. Thì cái việc phân tích mối tương quan giữa hai cái biến, khi mà trước khi đi vào cái module này, chúng ta có một loạt cái module về phần trước cái module này nữa, thì chúng ta có thể nói là đây là các con số. Thì câu hỏi đặt ra là có mối tương quan giữa biến A với biến B hay không, được chưa? Biến A với biến B nhìn trong cái này chúng ta có thể hình dung là đây có thể là điểm toán, đây có thể là điểm lý, thì có hay không mối quan hệ giữa điểm toán và điểm lý. Hay nói khác là điểm khi mà điểm toán tăng thì điểm lý nó có tăng hay không, khi mà điểm toán giảm điểm lý nó có giảm hay không, thì đó là những cái quan hệ cùng chiều, đúng không ạ? Hoặc là quan hệ ngược chiều là nếu mà điểm toán càng tăng thì điểm lý càng giảm, hoặc là nếu mà điểm toán tăng điểm lý
tăng hay giảm chúng ta không biết, thì có thể đó là chúng ta sẽ không biết được mối quan hệ nào. Để phân tích cái vấn đề, phân tích được cái bài toán là có hay không mối tương quan giữa hai cái biến, thì chúng ta có thể sử dụng phần mềm MPDS được. Tuy nhiên trong phần này chúng ta sẽ dùng phần mềm Amos để chúng ta kiểm nghiệm các cái mối tương quan này. Thì để đặt cái đầu bài dẫn dắt, cái đầu bài trước thì chúng ta sẽ mở ra, giả sử trong này chúng ta cần muốn tìm hiểu xem là nó có cái mối quan hệ giữa cái cột G với cột Y hay không. Như là cột G thì các anh chị có thể đặt tên một cái biến cho nó, một cái số, một cái biến tên bất kỳ mà chúng ta quan tâm, thì ở đây người ta có tên biến hẳn sẵn rồi, chúng ta cứ sử dụng như cái đó. Còn về cách thức mà nhìn dữ liệu thì máy tính nó không hiểu cái tiêu đề này có nghĩa là cái gì đâu. Thì chúng ta có thể, chính vì như vậy chúng ta có thể đặt bất kỳ một cái tiêu đề nào cho chúng ta trong các cái phân tích khác nhau cũng được. Máy tính nó chỉ còn biện, máy tính nó chỉ quan tâm đến các con số bên dưới này thôi, nó không hiểu ý nghĩa của các tiêu đề nó là cái gì. Nó chỉ biết rằng là tôi cần so sánh dữ liệu giữa cột G với cột Y, đúng không? Tìm tìm kiếm xem nó có mối quan hệ như thế nào. Thì trong Amos Graphic, đúng như vậy, chúng ta mở cái Amos Graphic lên. Chúng ta mở Amos Graphic lên thì ở đây các anh chị sẽ đổi một cái file mới hoàn toàn, được chưa? Thì công việc đầu tiên của chúng ta ở lúc này là chúng ta sẽ chọn đến cái file dữ liệu. File dữ liệu của chúng ta lúc này nằm trong cái file dữ liệu mẫu của Amos người ta cung cấp, thì nó nằm ở trong cái thư mục example của Amos đó. Thì đầu tiên chúng ta mở cái file dữ liệu lên trước. Mở cái file dữ liệu lên, chúng ta chỉ định cái file đó nó ở đâu. Chúng ta mở vào cái phần đường dẫn cài đặt Amos Program file x86, IBM SPSS Amos 20 Example English User Guide. Đấy, chị mở cái này lên thì sau đó nó sẽ hiển thị lên một loạt các cái sheet bên dưới này này. ATTING tương ứng với cái đầu tiên này, các anh chị nhìn trên này, thấy chưa? Các cái sheet ở bên này, các cái sheet ở dưới nó sẽ tương ứng với các cột đây. Chúng ta đang ở cái sheet đầu tiên, chúng ta chọn cái cột đầu tiên để import, nhập cái dữ liệu vào cái mô hình, nhập dữ liệu vào cái chương trình trước. Rồi đây là dữ liệu của chương trình. Chương trình sẽ nhận ra ở cái sheet này chúng ta có tổng cộng là bao nhiêu, 40 cái 40 cái dữ liệu. Các chị nhìn đây nó sẽ có là n bằng 40, đúng không? Đó là dữ liệu, vì ở đây nó trừ đi cái tiêu đề. Nhà chúng ta có từ 2 cho đến 41 thì chính là nó có 40 dữ liệu đó. Chúng ta ok. Lúc này chúng ta đã chỉ cái đường dẫn dữ liệu chúng ta sẽ thao tác đến rồi. Bước tiếp theo nữa là chúng ta sẽ muốn phân tích giữa cái cột G với lại cột Y này chẳng hạn, thì anh chị mở vào cái phần list variable in dataset, tức là ở cái nút này có nghĩa là nó liệt kê tất cả những cái cột ở trong cái sheet này. Variable người ta định nghĩa rằng là những cái cột này này nó chính là các variable, nó các là biến hay nó là dimension hay cái rất nhiều các cái tên khác nhau. Chúng ta list variable, sau đó chúng ta sẽ chọn lấy hai cái cột mà chúng ta quan tâm, đúng chưa? Chúng ta có recall một và queue một đi. Để tại sao chúng ta chọn hai cái cột này, tại vì nó liên quan đến cái vấn đề cái bài phân tích đa biến này nữa. Nên mà trước khi đi vào cái phần này, là muốn minh họa cho các anh chị mọi người biết trước là tại sao mình sẽ có cái phần này, có đi thẳng vào cái phần này. Thế còn nói luôn cái phần nội dung ở trong này, có thể một số những cái người và các anh các chị mà chưa biết được về cái phân tích đi thẳng vào cái này, có thể mọi người sẽ hơi lông mông, hơi mơ mông lung, được chưa? Chúng ta muốn quan tâm đến cột 1, chúng ta cầm cái này chúng ta kéo cột 1 lên, chúng ta quan tâm đến cái cột số Q1 ở đây. Chúng ta quan tâm đến cột Q1 ở đây. Tiếp theo Q1 của cột Q1 nó chính là cột cột Y của chúng ta, đúng không? Chúng ta quan tâm đến cột G và cột Y. Thì các anh các chị mọi người kéo cái cột Q1 ra đây. Đúng rồi, chúng ta quan tâm đến hai cái biến hai cột này. Câu hỏi đặt ra là có mối liên hệ rồi có cái mối quan hệ gì giữa hai cái cột này hay không? Hai cái biến này hay không? Thì ở đây chúng ta ở đây có cái mối, có một cái đường, nó là đường covariance, tức là đường vẽ cái mối liên hệ này. Chúng ta bảo rằng chúng ta muốn tìm kiếm, muốn xem là cái hai cái dữ liệu của hai cột này nó biến thiên với nhau như thế nào. Covariance nó là sự biến thiên, được chưa?
Còn chúng ta cũng có thể tìm kiếm được các cái correlation nữa, đó là cái sự tương quan nữa. Thì ở đây khi mà chúng ta sử dụng cái mối cái đường hai chiều này thì nó sẽ cho chúng ta cả hai thông tin đó luôn. Đấy, giờ chúng ta sắp xếp cái này lại một chút. Q1, sau đó chúng ta vẽ cái đường mũi tên hai chiều này. Đấy, giờ chúng ta vẽ dần lên mũi tên hai chiều. Thì lúc này vẽ xong rồi thì công việc của chúng ta là việc cấu chạy chương trình thôi. Bây giờ chạy chương trình chúng ta muốn chạy muốn hiển thị cái gì để mặc định đi, được chưa? Hai đi mặc định ở đây chúng ta khi mà chạy chương trình này không có một cái gì hết, nó sẽ đưa ra cho chúng ta cái thông tin này, được chưa? Standardize và unstandardize. Cái unstandardize nó sẽ hiển thị vì còn standardize chuẩn hóa nó không hiển thị vì chúng ta không cấu hình. Bây giờ chúng ta muốn cấu hình cái chuẩn hóa, chúng ta phải bấm vào cái output này, chúng ta chọn standardize estimate nữa, được chưa? Chúng ta sẽ bấm thêm một số cái thông tin chúng ta quan tâm. Đó là về cái phần output, sau đó chúng ta chạy lại. Được chưa? Sau khi chạy lại thì nó sẽ cho chúng ta biết được một số cái thông tin ở đây. Ví dụ chỗ này là 0,8, 0,8 này nó có nghĩa là như thế nào? Unstandardized chúng ta có 4.89, 6.69, 5.57 vân vân. Thì những con số này nó có nghĩa là như thế nào? Thì chúng ta chẳng phải đoán nhiều. Và thẳng cái phần text output này nó sẽ chỉ hiển thị ra. Ở trong này chúng ta sẽ vào phần cái estimate, phần estimate này, giờ chúng ta vừa nhìn, rồi, thì khi mà vào đây chúng ta nhìn ở đây, 4.89 thì nó tương đương với lại 4.8187 đúng không ạ? Làm tròn lên chính là 4.8489 đó. Thì ở đây nó nói là mối quan hệ này, covariance này, estimate này, mối quan hệ giữa RICO 1 và RICO 2 là có, được chưa? Là có. Bạn vì sao biết là có? Chúng ta nhìn vào cái P này, P nó là 3 sao. Khi nó nói là 3 sao nó có nghĩa là cái gì ạ? Tất cả những cái số mà nhỏ hơn 0.01 thì nó biểu thị bằng nó biểu diễn bằng cái dấu 3 sao. Có nghĩa là mối quan hệ này nó là significant, nó là khác biệt. Thì cái giả định của cái null hypothesis, cái này liên quan đến null hypothesis trong thống kê nữa. Thống kê nó bảo rằng không có sự khác biệt giữa RICO 1 và RICO 2, hay nói cái khác là dữ liệu trong cột 1 và cột 2 đấy nó biến thiên, nó chẳng có quan hệ gì cả. Rồi ví dụ đây là điểm toán và đây là điểm văn chẳng hạn, thì điểm toán của ông tăng thì văn nó cũng tăng, chỗ này điểm toán của ông tăng nhưng văn nó lại thấp, cùng một người nhé. Chúng ta cùng một cột hai cột với nhau nhé, được chưa? Giữa những học sinh với nhau, chúng ta xem học sinh một điểm toán cao, chúng ta thấy điểm văn cũng cao. Học sinh 2 chúng ta thấy điểm toán cũng cao nhưng mà điểm văn nó thấp chẳng hạn. Học sinh 3 điểm toán cao nhưng điểm văn nó lại bằng nhau. Học sinh 4 nó điểm toán cao nhưng điểm văn cao, học sinh 5 điểm toán cao, điểm văn thấp, vân vân. Thì nó không tìm ra được cái mối quan hệ, mà tôi chả có thể nào tôi tìm được mối quan hệ giữa điểm toán và điểm văn cả. Chả có thấy mối liên hệ nào ở đây. Lúc ông này tăng ông kia tăng, lúc ông này tăng ông kia giảm, và lúc ông này cùng tăng lúc ông kia cùng cùng giảm, hoặc là lúc tăng lúc giảm bất thường. Tôi chẳng thể nào tìm được một cái mẫu gì cả, một cái pattern gì cả, được chưa? Thì đấy là cái giả định của null hypothesis. Cái P ấy, nó bảo là không có mối liên hệ giữa cột Y và cột G. Nói tóm lại là độ tăng giảm của cột Y này, 6, 10, 6 có tăng lên đến 14 thì tôi không biết được là bên này 69 chẳng hạn. Sửa chỗ này là 6 này, chỗ này là 9 này. Điểm tiếp theo nữa là ở 6 sinh viên A điểm 6 là điểm toán là 6 đi, điểm văn nó là 9 đi. Bây giờ sinh viên A điểm toán nó là 14 đi, trên thang điểm 15 đi. Ví dụ như vậy, 14 lên thang điểm 15 đi thì tôi chẳng biết là điểm văn của sinh viên đó nó như thế nào. Có khả năng điểm 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 văn nó lại cao cho điểm điểm toán nó cao chót vót nhưng điểm văn nó lại thấp thì sao? Nó điểm toán nó 14 nhưng điểm văn nó 2 ra. Thì đó năm đó là cái mối, đó là cái phần mà cái null hypothesis nó bảo ra không có mối liên hệ gì giữa điểm toán và điểm văn hết. Tóm lại không thể dựa vào thông tin của một học sinh, điểm của một học sinh A để có thể suy ra điểm của học sinh B được. Đây đó chính là cái phần của tầm quan trọng của việc suy luận trong thống kê. Thế mà là không có cái sự liên quan này. Giờ không có cái mối không có cái sự khác biệt giữa giữa cột Y và cột G, hay nói khác là cột Y và cột G bằng nhau về mặt thống kê đi, bằng nhau mặt sắp xếp về mặt thống kê. Thì việc cái null hypothesis này nó nhỏ hơn 0.05 ấy, nó bảo rằng reject hypothesis, như vậy là có sự khác nhau, được chưa? Như vậy là có sự khác nhau, hay nói khác là có mối tương quan, được chưa? Có mối tương quan giữa cột A và cột G.
hay nói khác là biến Recall 1 và Kill 1, thì ở đây nó có cái phần P là 3 sao như vậy. Ngoài ra chúng ta cũng có một cái nữa như vậy, trong cái mô hình đầu tiên chúng ta có 4.89, chúng ta biết nó là cái estimate của cái covariance rồi. Như này, estimate nó là cái dịch ra tiếng Việt của nó là ước lượng, ước lượng covariance. À, đây là một con số, thì con số này thì nó sẽ thể hiện rằng là có thể là tăng như thế nào. Nếu mà nó dương thì là nó cùng tăng trên một hướng, à cô Rico tăng thì Q cũng tăng, mức độ tăng nó nhỏ thôi, như estimate nó nhỏ thôi nếu mà chúng ta sử dụng unstandardized. À, tiếp theo nữa chúng ta có correlation. À, trong này chúng ta cũng tìm được hệ số tương quan luôn. Cái hệ số tương quan nó là 0.8. 0.8 chúng ta xem nó ở đâu. Chưa? Chúng ta khi standardize estimate đây, nó hiện chữ 0.8 đây. À, thì lúc này chúng ta đã có con số này. Đấy chưa? Còn việc dịch các con số này có ý nghĩa vì sao như thế nào nữa, chúng ta đi vào buổi sau. Bữa hôm nay chúng ta cấu hình và hiểu chữ cái đáp. À, rồi như vậy chúng ta đã cấu hình được một cái mô hình ở trên AMOD và áp dụng cái mô hình đó vào trong cái dữ liệu của Excel của chúng ta. Bài toán của chúng ta bây giờ bắt đầu là như thế nào? Các anh chị để ý đó là khi chúng ta cấu hình như vậy, cấu hình theo cái cách này, này chưa? Thì rõ ràng là chúng ta lấy toàn bộ dữ liệu ở đây chúng ta có recall 1 và cái recall 1 và cái queue này, chúng ta lấy hết dữ liệu đây. Chúng ta cấu hình mà chúng ta không hề quan tâm đến cái gì ạ? Không hề quan tâm đến giới tính. Mình giờ không hề quan tâm đến giới tính. À, đấy là một cái phần. Giờ ở trong này người ta sẽ cung cấp cho chúng ta hai cái file. Người ta ngoài cái việc người ta sắp xếp theo giới tính, à, phân loại theo giới tính nữa, người ta còn phân loại theo độ tuổi nữa. Còn ở đây là người ta toàn bộ dữ liệu ở đây, toàn bộ dữ liệu 40 dữ liệu này người ta tách ra một cái file. Và cái file này chỉ dành cho những cái người có độ tuổi thấp thôi. Anh chưa? Bằng chứng là đây chúng ta có từ 20 đến 34 là cao nhất này. Đúng chưa? 18 là thấp nhất, 17 nó thấp nhất ở đây. Đúng chưa? Chúng ta có độ tuổi thấp nhất là 17, độ tuổi cao nhất là 34. Thì đây là người ta cho là đây là những người trẻ. Và người ta tách người già ra, đây là ATTO, người ta tách cái người già ra thành một cái file khác. À, tất cả những dữ liệu, các cái biến, cái cột để đo cái thông tin bên này giống hệt nhau. Người ta tách thành một cái file khác. Và lúc này các anh chị để ý rằng độ tuổi đây nó khác biệt rõ ràng, đúng chưa? Từ chỗ này là 34 thì chúng ta có thể hình dung ra đây là từ bao nhiêu, đây thấp nhất là 6 mười mấy để 69, đầu 6 được chưa, đầu 6, từ đầu 6 cho đến đầu 8 người ta tách ra thành hai file rồi. Thế bây giờ việc tách ra câu hỏi của chúng ta là như thế nào? Chúng ta đã tìm ra được, ví dụ ở trong cái phần này chúng ta bỏ qua cái độ tuổi và bỏ qua cái giới tính đi, thì những gì chúng ta đang làm? À, khi mà phân tích cái cột này, chúng ta bảo rằng có mối tương quan giữa biến một trong cột G và mối tương quan giữa trong cột Y. Cái thứ nhất, mối tương quan nó nói cái gì? Chúng ta bảo rằng à đây là mối tương quan cùng chiều và dương, được chưa? Cùng chiều và dương. Cùng chiều có nghĩa là cùng biến thiên, cùng tăng và cùng giảm, được chưa? Cùng tăng hoặc là cùng giảm, nó là dương. À, còn mức độ tăng giảm, nó mức độ tăng giảm nó cùng chiều với nhau như thế nào, thì nó thể hiện qua cái correlation, cái độ tương quan. Mối tương quan 0.8 cũng khá là lớn đấy, được chưa? 0.8 thì 0.8 anh chị nhân bình phương lên 88 với 64, được chưa? Thì nó có thể giải thích được 64% của dữ liệu của toàn bộ trong này. Có nghĩa là ở đây chúng ta cứ nhìn thấy ở đây chúng ta có cái nào A tăng thì B nó cũng tăng, chứ là 64 dữ liệu A tăng thì B cũng tăng. À, 64%. À, tiếp theo nữa chúng ta có cái gì nữa? Câu hỏi của bây giờ câu hỏi của chúng ta đặt ra lúc này, à như vậy là toàn bộ những cái người nam hay người nữ nó đều có chung một cái thuộc tính, có đều có chung các cái tính chất. Như vậy là học sinh nam thì khi mà cái điểm văn tăng thì điểm lý cũng và toán cũng tăng, học sinh nữ điểm tăng, điểm mà văn tăng lý cũng tăng, đúng không? Chúng ta không quan tâm đến giới tính. Bây giờ câu hỏi đặt ra là như vậy có cái sự khác nhau gì giữa với giới tính hay không? Liệu học sinh nam và học sinh nữ nó có sự khác biệt hay không? Học sinh nam điểm tăng thì học sinh nữ nó có điểm tăng hay không? Đúng chưa? Hay là chỉ có học sinh nam điểm tăng thôi thì học sinh nữ điểm nó không tăng? À, hoặc là câu hỏi khác là ở đây thẳng cái bài của người ta là có sự tương quan giữa dữ liệu cột G và cột Y đối với người người trẻ. À, có như vậy thì câu hỏi đặt ra là nó là có sự khác biệt giữa
À, chúng ta đang làm từ nãy giờ là có sự tương quan giữa điểm biến g và biến y. À, đối với cả người già và người trẻ, giả sử chúng ta đang gộp hai cái file là một đi, chúng ta chưa phân tích hai file. À, có sự tương quan giữa cột g và cột y, bất kể là già hay trẻ như nhau hết. Tôi 18 tuổi, 17 tuổi, tôi cũng cột khi mà tôi làm cái bài test. Thứ nhất, test thứ nhất tăng, cột y nó cũng sẽ tăng. Đúng chưa? Tôi 80 tuổi, tôi làm bài test cũng tương tự như thế. Đúng chưa? Quan điểm của tôi, cách nhìn nhận của tôi về khả năng của tôi đều không có sự khác biệt giữa người già và người trẻ, hay nói cách là tôi không có so sánh. Thế bây giờ chúng ta bắt đầu muốn so sánh, liệu chúng ta bắt đầu phân ra rồi, chúng ta phân ra là người già với người trẻ, chúng ta đặt ra câu hỏi liệu rằng người già với người trẻ nó có giống nhau hay không. Thì các anh chắc chị sẽ nhìn thấy sau này, các anh chị sẽ nhìn thấy ở trên mạng, các cái mô hình ở trên mạng người ta đã phân biệt ra theo giới tính, theo độ tuổi, theo năm kinh nghiệm này, có thể là theo năm kinh nghiệm này, chúng ta đảo qua một chút đi, nó sẽ dẫn dắt đến cái bài toán sau này của chúng ta cấu hình ở mức độ cao hơn. Giả sử chúng ta UTAUT model, lúc này chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta quan tâm đến cái vấn đề này. Chúng ta mới cần trước chúng ta mới xem là cấu hình giữa các cái cột nó chia nó trỏ vào nhau, đúng nhỉ? Chúng ta chưa động bất kỳ gì đến cái cột bên dưới mà nó trỏ vào cái đường mũi tên này, nó trỏ vào cái giữa này, đúng chưa? Lúc này câu hỏi đặt ra là như vậy thì là cái cột này nó có ảnh hưởng đến cột này, và lúc này giới tính này nó vừa có thể là bị có sự khác biệt về giới tính, có sự khác biệt về độ tuổi, có sự khác biệt về kinh nghiệm, có sự khác biệt về mức độ được sẵn sàng để mà sử dụng một cái gì đó, mức độ sẵn sàng tham gia đã giảng dạy, mức độ sẵn sàng tham gia học tập, mức độ sẵn sàng tham gia sử dụng công nghệ chẳng hạn, vân vân. Thì nó có sự khác biệt giữa những cái biến này nữa. Thì cái buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng sẽ tập trung vào việc làm thế nào để chúng ta phân tích được. Thì cách thức chúng ta tư duy tức cách thức chúng ta tư duy từ đầu cũng từ từ đầu cho đến giờ là chúng ta giải quyết một cái bài toán nhỏ một cái, sau đó những cái bài toán lớn chúng ta scale up lên làm tương tự, không có gì khác biệt nhiều. Khi mà chúng ta hiểu cái nhỏ làm như thế nào thì khi sang những cái phức tạp hơn chúng ta làm tương tự như vậy. Thế thì bây giờ cái việc cái bài toán của chúng ta đặt ra là như vậy. Có mối tương quan giữa hai cột rồi, câu hỏi của chúng ta đặt ra nó là có sự khác nhau giữa những giữa các cái khác nhau giữa các cái biến khác hay không, ví dụ như là có thể về giới tính, có thể theo độ tuổi, có thể theo năm kinh nghiệm, có thể theo nghề nghiệp, như vậy. Thì cách thức trong cái bài này nó chính là cái mở đầu của cái bài này. Đó là việc chúng ta phân tích đồng thời các cái nhóm khác nhau. Trong cái nhóm khác nhau để giải quyết cái bài toán này thì chúng ta có theo cách để giải quyết cái bài toán này đi. Thì mà để giải quyết được cho cái bài toán này, chúng ta có thể giải quyết theo cách cổ điển và cách truyền thống, nó là cách cái bằng cơm hay là cách khác, chúng ta chẳng phải nghĩ nhiều ấy. Ở đây chúng ta chọn dữ liệu vào cái file, nó là cái Excel cái sheet này chưa? Đó chính là chúng ta chọn dữ liệu vào cái sheet ATT Jung. Chúng ta ra được cái dữ liệu thế này, chúng ta ra được cái dữ liệu về mối tương quan rồi. Mối tương quan rồi, đúng chưa? Mối tương quan giữa các biến, và chúng ta ra được cái mô hình, ra được cái mô hình này. Mô hình nó có dữ liệu rồi. Ra được cái này. Thì đấy là cái mô hình, cái dữ liệu này nó tương ứng với cái mô hình dữ liệu trên màn hình này, nó tương ứng với lại cái dữ liệu cái cột sheet này của chúng ta. Bây giờ chúng ta muốn chạy dữ liệu trên cái sheet số 2, tức là đối với người già, thì công việc của chúng ta nếu mà tư duy theo kiểu bình thường rất là đơn giản thôi, đúng không ạ? Đổi lại dữ liệu thôi, anh chị đổi vào đây, vẫn cái file đó vào đây. Nhưng mà trước khi đổi dữ liệu chúng ta chạy dữ liệu xong rồi, đúng không ạ? Chúng ta chạy cái này nhé. Các anh chị ghi lại cái thông tin, các cái thông tin này vào trong một cái tờ giấy, ghi vào đâu đó, chút nữa chúng ta sẽ so sánh lại, được chưa? Ở đây chúng ta giả sử như chúng ta snipping tool đi. Chúng ta chụp lại cái hình này, chúng ta chụp lại cái ảnh này. Chúng ta chụp lại cái ảnh này, lưu lại cái ảnh này, hoặc là chúng ta vào đây, chúng ta lưu lại trong cái phần file F10. Chúng ta lưu lại phần estimate này, copy toàn bộ cái này, được chưa? Hoặc là copy toàn bộ cái này, chúng ta lưu vào một cái file nào đó. Chúng ta lưu lại đã. Rồi, lưu lại cái này.
Rồi bây giờ chúng ta đã test xong cái mô hình đối với chúng ta đã có mô hình và chúng ta đã test trong dữ liệu đối với người trẻ rồi. Bây giờ chúng ta test cái mô hình đối với lại dữ liệu người già. Chúng ta đổi dữ liệu thôi. Đổi cái mục dữ liệu chúng ta có trẻ rồi đúng không? Bây giờ chúng ta chuyển sang dữ liệu của người già đúng chưa? Đây là cái thứ tự chúng ta làm thế này cũng được đúng chưa? Chúng ta chuyển sang Âu. Lúc nãy là chúng ta đang răng rồi đúng chưa? Chuyển sang Âu đúng không? Dạ. Và chúng ta chạy lại. Ở đây chúng ta chạy lại cái mô hình. Tức ở phút ở đây được chưa? Lúc nãy chúng ta chọn chọn Âu chọn răng nhỉ, như lúc nãy là chúng ta chọn chọn Âu thì phải, giờ chúng ta chọn răng đi. Như lúc nãy chọn cái đầu tiên, giờ chọn cái số 2. Chúng ta chọn cái tab số 2 răng được chưa? Răng chúng ta chọn ok này. Sau đó chúng ta cũng có cái phần này, được chưa? Chúng ta chạy lại cấu hình, chúng ta trở lại đây. Rồi, ở đây chúng ta đã thấy dữ liệu chúng ta khác rồi đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta tư duy ngược lại, lúc nãy chúng ta đang nói về răng, bây giờ chúng ta nói về Âu hoặc là ngược lại thôi. Hai dữ liệu nó giống hệt nhau mà. Khi mà chúng ta chạy là lúc này nó sẽ có cái dữ liệu khác nhau đúng không? Công việc của chúng ta là bây giờ nếu như cách làm cổ điển và truyền thống thì chúng ta có thể hoàn toàn chúng ta làm cái gì việc gì ạ? Chúng ta có cái dữ liệu này rồi để chúng ta so sánh, nhưng lúc nãy chúng ta chụp cái màn hình rồi đúng không ạ? Chúng ta chụp cái màn hình, chúng ta so sánh hai cột với nhau đúng chưa? Thì ở đây là nó là mối quan hệ giữa người già và người trẻ. Chúng ta sẽ thấy là bên này nó là cái người chúng ta đang cấu hình là người gì đây, chúng ta đang cấu hình đây là người trẻ này, đúng chưa? Như vậy có nghĩa là cột bên này nó là người già, phía bên này nó là người trẻ hả? Chỗ này là người trẻ đúng không? Đây là người trẻ, đây là người người già. Đúng chưa? Chúng ta cái dữ liệu chúng ta đang chạy nhưng lại quên nhỉ. Đây là dữ liệu chúng ta đang có, nó là người trẻ. Dữ liệu chúng ta đang có, nó là người trẻ. Dữ liệu và lúc nãy chúng ta chụp màn hình xong rồi, nó là người già. Đúng chưa? Thế lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy, chúng ta có mối quan hệ không? Có, đúng không? Có mối quan hệ không? Có. Và lúc này cái mối quan hệ của nó cũng là significant, nó cũng là có sự khác biệt. Tức là có mối quan hệ, có mối tương quan giữa biến 1 và biến cột với G và cột Y này. Có mối tương quan và lúc này cái estimate của chúng ta, cứ người trẻ nó nhỏ hơn của người già, đúng không? Cả cái phần P này giống hệt nhau rồi. Tiếp theo nữa là cái phần mối tương quan correlation. Correlation giữa người trẻ nó chỉ có 0.53 5653 thôi, còn người của người già nó 0.8. Được chưa? Thế bây giờ câu hỏi của chúng ta là câu hỏi của chúng ta làm thế nào chúng ta có thể trong cái phần này, câu hỏi chúng ta làm thế nào để phân tích được hai cái này cùng một lúc. Được chưa? Hai cái này cùng một lúc. Chứ bây giờ làm thế này thì nhọc quá, đúng không? Chúng ta làm thế này nhọc quá, chúng ta có phải cầm cái này chúng ta kéo xong chúng ta đặt vào đây chúng ta so sánh. Cách này nó hơi củ chuối và nông dân. Thế thì nó chính là cái bài của ngày hôm nay. Chúng ta đó chính là cái bài hôm nay, thì vừa hôm nay cũng đã đặt cái vấn đề cho các mọi người xem là cách giải quyết cũ vẫn giải quyết được. Vẫn giải quyết được. Tuy nhiên cách giải quyết đấy thì nó sẽ khó không ổn tí nào, đúng chưa? Thì nó chính là cái phần này, toàn bộ những cái phần này nó sẽ giải thích là tại sao chúng ta mà sang cái trường này. Thì trong cái ví dụ này nó mô mô tả hay minh họa làm thế nào để fit cái model vào hai cái set of data S1, tức là chúng ta có một cái model này. Đây là cái model mà chúng mô hình mà chúng ta có, làm thế nào để áp cái mô hình này vào hai cái dữ liệu cùng một lúc. Nó chính là hai cái file, nó chính là hai cái file này. Được chưa? Hai cái dữ liệu này cùng một lúc. Hai cái dữ liệu này cùng một lúc. Amos thì nó có khả năng mô hình hóa dữ liệu từ tức là cho nhiều các cái nhóm khác nhau đồng thời, có thể đồng thời mô hình hóa dữ liệu cho nhiều nhóm khác nhau.
những cái khả năng mô hình hóa dữ liệu cho nhiều nhóm này cũng sẽ cho phép chúng ta phân tích nhiều kiểu khác nhau đối với nhóm. Yeah. Thì trong phân tích nhiều kiểu khác nhau đối với nhóm, cứ nói đến nhóm chúng ta phân tích cái gì thì Amos nó cũng có khả năng cung cấp cho chúng ta cái chức năng để thực hiện cái việc đó. Cái tiếp theo là Analysis of Several Groups, tức là việc phân tích đa nhóm, nhiều nhóm. Thì ở đây người ta nói là chúng ta quay lại cái dữ liệu mẫu về ATIS, tức là cái mà chúng ta vừa xem xong về việc kiểm tra trí nhớ của người già và người trẻ, mà cái dữ liệu này nó đã được sử dụng từ cái ví dụ 1 đến ví dụ 3. Thì trong cái ví dụ này chúng ta tiếp tục so sánh kết quả hai nhóm, đúng như là chúng ta muốn so sánh kết quả của hai nhóm và xem là hai nhóm đó nó giống nhau như thế nào. Tuy nhiên chúng ta không thể so sánh những nhóm này bằng cách đúng như là chúng ta không muốn so sánh nhóm này bằng cách thực hiện những cái phân tích một cách riêng biệt. Cái vừa rồi chính là minh họa cho các anh các chị, cho mọi người là chính là phân tích riêng biệt đó. Cái này nó chính là phân tích riêng biệt đó. Thì trong cái phần này nó nói rằng là ở trong cái ví dụ này chúng ta không muốn phân tích một cách riêng biệt. Thay vì đối với lại người dữ liệu người trẻ riêng và đối với dữ liệu người già riêng, người già riêng và người trẻ riêng, thay vào đó chúng ta sẽ phân tích một lần thôi, một cái single analysis thôi, một cái phân tích đơn thôi, được chưa? Một lần phân tích thôi. Mà cái phân tích này nó sẽ ước lượng các cái tham số và kiểm tra các cái giả thuyết về hai nhóm cùng một lúc, được chưa? Là hai nhóm cùng một lúc. Thì cái có thể quay lại thì thay vì chúng ta có thể là phân tích một lần thôi và có thể ước lượng các cái tham số và kiểm tra các cái hypothesis, các cái giả định cho hai nhóm cùng một lúc, đúng chưa? Thì cái cách này nó sẽ có hai cái thuận lợi, đúng chưa? Nó sẽ có hai cái thuận lợi so với việc mà chúng ta phân tích theo cái kiểu mà chúng ta vừa làm xong đối với lại nhóm trẻ và nhóm già. Đầu tiên thì nó sẽ cung cấp một cái test cho cái việc là significant, tức là xem hai cái nhóm đó có sự khác biệt ở nhau hay không. Cái thứ hai nữa là nếu như hai nhóm đó không có sự khác biệt giữa người già và người trẻ, nếu như không có sự khác biệt giữa người già và người trẻ, hoặc là cái nhóm đó nó khác biệt bởi vì nó chỉ có một vài các cái model, các cái tham số, nó khác biệt ở một số các tham số thôi, nó chỉ khác biệt ở một số các cái tham số thôi. Thì cái việc chúng ta sẽ phân tích đồng thời cho hai nhóm này là nó sẽ cung cấp cho chúng ta các cái ước lượng về tham số nó chính xác hơn so với việc mà chúng ta phải sử dụng cái việc ước lượng bằng cơ, là chúng ta chạy ước lượng bằng mắt này. Như ước lượng mắt này nhiều khi chúng ta không biết được rằng là người già với người trẻ chúng ta chỉ có thể biết được rằng là có cùng tăng hoặc cùng giảm đó. Nhưng chúng ta không biết bây giờ không biết được rằng là có sự khác nhau giữa người già với người trẻ hay không. Nếu chúng ta nhìn vào cái sơ đồ, nếu chúng ta nhìn vào cái bảng này, nó sẽ không cho phép chúng ta trả lời cái câu hỏi đó. Kể cả mối tương quan như vậy, mối tương quan giữa người già và người trẻ nó có sự khác biệt hay không, có sự khác biệt hay không. Và lúc này, hay nói khác cái khác hơn nữa, lúc này chúng ta sẽ so sánh 3.2 với 4.8 là nó có sự khác biệt hay không, hoặc là 0.6 với 0.8 nó có sự khác biệt hay không. Chúng ta nhìn thấy nó có gần nhau này, chúng ta bảo nó giống nhau, không thể nói thế được. Nhờ chúng ta phải là kiểm định thông qua các cái con số thống kê thực tế, có thể đây nó sẽ khác nhau đó, có thể là giống nhau đó, chúng ta không biết được nếu chúng ta chỉ dựa vào các con số này. Đấy đó, đây chính là cái phần mở bài của cái phần trong cái phần so sánh này. Cái tiếp theo nữa đó là cái về about the data, thì cái này nó giới thiệu về dữ liệu thôi. Chúng ta sẽ sử dụng cái memory data, dữ liệu về kiểm tra cái bộ nhớ của cái attitude cho cả nhóm người trẻ và nhóm người già. Thì ở đây các anh chị nhớ là ở đây chúng ta có rất nhiều cách để chúng ta tư duy dữ liệu, được chưa? Ở đây người ta đã phân tách ra chúng ta thành hai cái file rồi. Đây người ta sẽ sử dụng cái chiều, nó là chiều độ tuổi. Chúng ta có thể sử dụng các chiều khác. Ở đây có cái chiều giới tính này, chúng ta chưa sử dụng đến này. Thì cách thức chúng ta làm thế nào, chúng ta có thể hoàn toàn làm tương tự như vậy. Làm được người già như thế nào?
Khi mà chúng ta đã biết cách làm giữa người già và người trẻ thì việc chúng ta phân biệt giữa độ tuổi, độ tuổi rồi chúng ta phân biệt giữa năm kinh nghiệm này, chúng ta phân biệt giữa giới tính này, chúng ta phân biệt giữa trình độ này, giống hệt nhau, okay. Kinh nghiệm này, sở thích để giống hệt nhau, hay nói khác là sau này các anh chị có rất nhiều một cái cột, các anh chị có nhiều biến khác nữa, chúng ta muốn so sánh trên cái chiều của cái biến đó. Nói khái quát hơn là chúng ta sẽ sử dụng một chiều, một biến làm chiều. Nên chưa, một cái biến hoặc là một cái biến để làm chiều để phân tách dữ liệu ra thành các cái nhóm khác nhau. Chiều đấy chúng ta có thể nghĩ theo cách nào, hoặc là chúng ta có một cái nhóm các cái nhóm sinh viên, nhóm nhóm sinh viên là chúng ta cho làm bài test đúng không? Chúng ta muốn kiểm tra xem là một cái phương pháp giảng dạy khi đưa vào chương trình giáo dục nó có khác nhau hay không, có sự khác biệt, có kết quả của một cái phương pháp nó có đem lại hiệu quả hay không. Chúng ta chia sinh viên ra thành hai nhóm, một nhóm là dạy theo phương pháp truyền thống, ví dụ như là có từng này dữ liệu được chưa, chúng ta cho vào một cái sheet riêng, một cái sheet này theo phương pháp truyền thống chúng ta đặt tên là như vậy, ghi lại dữ liệu, toàn bộ những dữ liệu chúng ta ghi lại, thời gian làm bài, bài A, bài B, bài C này. Một nhóm chúng ta phân ra thành dữ liệu là những cái sinh viên mà điểm của những sinh viên mà tham gia vào cái phương pháp giảng dạy mới, chúng ta cho vào một cái sheet 2, sau đó chúng ta sẽ phân tích đúng chưa, chúng ta sẽ phân tích. Thì đó là một cách chúng ta tư duy là để so sánh giữa hai nhóm đấy, là hai nhóm dựa theo phương pháp đúng chưa? Cứ có so sánh là tức là các anh chị sau này cứ có cái phần so sánh có hay không sự khác biệt giữa các nhóm A, những người trong cùng một nhóm hoặc nhóm A, nhóm B, nhóm C, thì các anh chị đều có thể tư duy theo cách này được. Nó chỉ có mỗi một cái khác là chúng ta cấu trúc dữ liệu khác thì chúng ta phải quy ra thành một cái kiểu nào đó chúng ta quen làm thôi. Nhờ. Các anh chị muốn config theo kiểu giới tính này nó cũng cho phép, các anh chị muốn cấu hình theo kiểu sheet này nó cũng cho phép, quan trọng là chúng ta hiểu bài toán nó là như thế nào. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp cái phần dưới. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng dữ liệu này, ở đây nó là một loạt, đây là cái phần người ta chụp lại ảnh, chụp lại hình, dữ liệu đối với lại người già. Đấy, giờ người ta chỉ chụp lại một phần. Tiếp theo nữa là người ta giới thiệu những dữ liệu cùng với dữ liệu này đối với người trẻ thì nó nằm ở cái ATT Young, thì cái dữ liệu ở trong cái phần ví dụ này chúng ta chỉ sử dụng measure, tức là chúng ta chỉ sử dụng cái ví dụ minh họa cho recall 1 và cue 1. Recall 1 và cue 1 chính là cái chúng ta vừa minh họa xong, nhận để cho các anh chị theo được luôn cái phần này. Ngoài ra nhá, khi mà các anh chị cấu hình những cái phần mới, tất cả những gì ta cần phải làm đó là kéo thêm các cái ô vào và kéo các cái đường nối thôi, có thể đường nối một chiều hay đường nối hai chiều tùy. Thì nó vẫn là kéo thêm nhiều ô vào đây. Ở đây chúng ta làm với mức độ đơn giản nhất, nó là hai cái ô chúng ta kéo vào và xác định mối quan hệ. Hay sau này chúng ta có nhiều ô hay nhiều chiều hay kể cả các cái nhân tố hoặc các cái hình elip nữa, cách thức chúng ta tư duy nó sẽ giống hệt như là cách thức chúng ta tư duy ở cái phần cơ bản nhất này. Anh chị nhớ một điều như vậy. Tiếp theo nữa đó là cái việc chúng ta cái dữ liệu cho việc phân tích đa nhóm có thể được tổ chức ở rất nhiều cách khác nhau, đó chính là cái phần chúng ta vừa nói xong. Một trong những cách tổ chức đó là việc chúng ta phân dữ liệu thành các cái file khác nhau. Phân dữ liệu thành các cái file khác nhau, mỗi file nó sẽ cho một nhóm, thì cái phần file Excel này các anh chị có thể hiểu là chúng ta đang phân ra thành hai cái file khác nhau đi. Được, chẳng qua nó để trong cùng một file Excel thôi. Giống như trong là giống như là trong các cái ví dụ này, nói đấy, nó chính là cái phần ví dụ này. Cái cách thứ hai nữa đó là giữ cái cách thứ hai chúng ta nhóm nó là cái cách thứ hai để tổ chức dữ liệu, đó là chúng ta cho để tất cả dữ liệu trong một cái file lớn và sử dụng một cái group membership variable và sử dụng một cái biến làm nhóm. Ví dụ như ở đây chúng ta phân làm thành cái gì ạ? Ở đây chúng ta cái ví dụ sách này đi, nó là một cái giới tính này đi, nó là một cái ví dụ, chúng ta là một cái ví dụ để minh họa cho cái ý thứ hai. Người ta để tất cả dữ liệu ở trong một cái nhóm và chúng ta sử dụng một cái biến để làm nhiệm vụ phân dữ liệu thành các cái nhóm khác nhau. Phân dữ liệu thành các cái nhóm khác nhau. Tiếp theo ở đây chúng ta có cái mô đồ A. Mô đồ A. Theo cái mô đồ A thì bắt đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu bởi một cái mô đồ A, mô hình A rất là cực kỳ đơn giản đối với hai biến thôi.
Recall 1 và Q 1 thì cái model này nó chỉ đơn giản nói rằng đối với lại những cái người trẻ cũng như đối với người già. Anh chị nhớ người già và người trẻ. Người già và người trẻ thì Recall 1 và Q 1 là hai biến, đúng không ạ? Có một số các cái sự biến thiên không được định nghĩa và một số cái covariance nó cũng không được xác định. Variant và covariant ạ. Thì cái sự biến thiên variant và covariant này thì nó được cho phép để có sự khác biệt giữa người già với người trẻ, và các chị nhớ là cái giả định của người ta đặt ra này. Hai cái biến này nó được cho phép có sự khác biệt nhá. Thì các chị nhớ cái này. Tức là giữa hai cái mô hình nó có sự khác biệt. Hay nói cách khác để cũng để minh họa cho các chị xem lại một lần nữa cái câu này nó nói cái gì. Nó nói từ nãy đến giờ cả cái phần trên nó nói rằng là đâu rồi, cái output đâu rồi, nói khác là có sự khác biệt giữa cái này với cái này, cái này nó cái này, thấy chưa? Có cái covariance, có estimate đây, nó cho phép khác biệt, cái này nó khác biệt, cái này nó khác biệt, có nó khác biệt đây. Chúng ta đang cấu hình một cái mô hình đơn giản như vậy chỉ để hiển thị các thông số y chang như những thế này, nó hiển thị lên, thấy chưa? Chúng ta đang cấu hình, chuẩn bị cấu hình để làm sao nó hiển thị cả hai thông tin này trên cùng một chương trình. Đó là những y phần trên. Tiếp theo nữa đó là cách convention for space value, tức là những cách truyền thống để mà xác định sự khác biệt giữa các cái nhóm. Thì mục đích chính của việc phân tích nhóm đó là mục đích chính của việc phân tích đa nhóm đó là tìm ra mức độ các nhóm nó khác nhau như thế nào, có hay không sự khác nhau giữa nam hay nữ, có hay không sự khác nhau giữa giới tính, giữa người già hay người trẻ, có hay không sự khác nhau giữa người sống ở nông thôn với người sống ở thành thị, có hay không sự khác nhau giữa giáo viên ở vùng núi hay giáo viên ở nông thôn, có hay không sự khác nhau giữa số năm kinh nghiệm, những người mới vào nghề và những người làm công tác lâu năm trong lĩnh vực giảng dạy tích hợp chẳng hạn. Đó là rất nhiều những câu hỏi liên quan đến đa nhóm. Có hay không sự khác nhau giữa nhóm người từ 18 đến 25, từ 25 đến 30, 35, 35 đến 45 chẳng hạn, đó chính là đa nhóm. Thì chúng ta ở đây chỉ đơn giản chúng ta thực hành với hai nhóm thôi, còn bắt đầu từ ba nhóm, bốn nhóm trở lên chúng ta làm tương tự không ạ? Tiếp theo nữa đó là các cái nhóm, các câu hỏi bây giờ đặt ra là những nhóm này đều có cùng path diagram, đều có cùng mô hình hay không, đều có cùng cái mô hình hay không, hoặc là có cùng mô hình rồi, có cùng cái giá trị trên mô hình hay không. Tức là ở đây chúng ta đang cấu hình một cái mô hình như thế này đúng không ạ? Thì người câu hỏi người ta đặt ra là hai cái nhóm người già và người trẻ có sử dụng được cùng một cái mô hình này không? Hay nói ngược lại đi, cái mô hình này nó có đúng, nó có áp dụng được với cả người già với cả người trẻ hay không? Chúng ta có dữ liệu là người già và có dữ liệu là người trẻ, thì cái dữ liệu này nó có khớp với cả người già và cả người trẻ hay không? Đấy là ý thứ nhất này, same path diagram này, cái này gọi là path diagram ở mức độ tối thiểu nhất đi. Cái thứ hai là same parameter value, tức là có cùng với lại các con số này hay không, cái này là các parameter, có cùng các con số hay không. Hay nói khác là khi chúng ta đã có mô hình rồi, chúng ta đã úp vào cái mô hình rồi và mô hình đó nó có cùng giá trị hay không, được chưa? Thì cùng giá trị nó nói khác nhau là nó lúc đấy thì nó sẽ trả lời cho chúng ta một loạt các câu hỏi chúng ta đặt ra thôi, có hay không, được chưa? Có hay không, và lúc này các con số thể hiện ra nó sẽ giúp cho chúng ta trả lời các con số mà sau khi chạy mô hình nó sẽ giúp cho chúng ta trả lời được những câu hỏi này. Tiếp theo nữa là ở cái phần dưới này, cái dòng thứ hai là những cái nhóm này, tức là chúng ta có người già và người trẻ đấy, khi mà có cùng mô hình này rồi, hay nói khác là mô hình này nó áp dụng được cả cho người già và người trẻ, nhưng mà dữ liệu nó có khác nhau hay không? Dữ liệu này chúng ta có thấy khác nhau đúng không ạ? Khi mà nhìn lên trên này chúng ta thấy là dữ liệu cho người già khác, dữ liệu cho người trẻ khác, bằng bằng chứng là đây là 3.22 đúng không, kia là 4.89, nó có cùng mô hình đó nhưng mà nó lại khác nhau về cái parameter. Bên trên nó nói là cùng parameter, bên dưới nó nói là
khác parameter được chưa? Thì câu hỏi đặt ra là chúng ta có mô hình này, chúng ta có dữ liệu trên mô hình này, thì câu hỏi đặt ra là mô hình này nó có đúng với cả người già hay không, đúng với cả người trẻ hay không. Rồi dữ liệu trên mô hình nó cũng vậy, dữ liệu trên mô hình nó có đúng với cả người già hay không, đúng với cả người trẻ hay không, hay là mô hình nó giống nhau nhưng dữ liệu nó khác nhau, hoặc là cả mô hình khác nhau hoặc cả dữ liệu khác nhau. Chúng ta có rất nhiều các sự kết hợp, như chúng ta có hai hai, chúng ta có dữ liệu người già và chúng ta có dữ liệu người trẻ, đấy là một cái chiều. Chúng ta có một cái nữa, chúng ta có dữ liệu giống nhau và dữ liệu khác nhau, nhưng chúng ta kết hợp những câu đó, kết hợp những cái phần đấy lại, chúng ta sẽ có rất nhiều các cái câu hỏi khác nhau đó. Thì thứ ba này nó nói là như vậy, thì mỗi có phải là mỗi một nhóm cần phải có một cái mô hình hay không, tức là nó nói là gì, cái mô hình này nó khớp với lại người già nhưng không đúng với lại người trẻ. Đấy chưa? Như vậy là mỗi một người nó cần phải có một mô hình khác nhau. Thì đấy là cái ý của nó. Ở đây chúng ta chỉ có nhìn thấy hai cái thôi, xong rồi sau này chúng ta làm những cái mô hình phức tạp hơn thì chúng ta nhìn vào câu này nó sẽ rất là rõ ràng. Tiếp theo nữa là Amos Graphic, thì cái phần mềm Amos này nó sẽ có một số các cái convention, tức là một số các phương pháp, một thức. Ở đây thì Amos nó có một số cái convention, hay nói khác là có một số các cái cách để giúp cho chúng ta trả lời các cái câu hỏi ở phía trên bằng cách chúng ta thay đổi các cái convention ở phần dưới. Được chưa? Tất cả người ta nói rằng là tất khi mà chúng ta cấu hình một cách mặc định đấy, thì tất cả các nhóm giả định rằng là đều có cùng path diagram, hay nói khác là khi chúng ta xây dựng cái mô hình này này, nó đều giống nhau hết, trừ khi nó được cấu hình một cách cụ thể là nó sẽ khác thôi. Unnamed parameter là những cái tham số mà nó không được đặt tên thì được phép có nhiều giá trị ở các cái nhóm khác nhau. Hãy nhớ là các cái parameter mà nó không được đặt tên đó thì nó cho phép được nhiều giá trị ở các cái nhóm khác nhau, thì khi chúng ta đi cấu hình và cấu hình chi tiết chúng ta sẽ nhìn thấy rõ. Do đó cái vấn đề, cái mô hình mà phân tích đa nhóm mặc định ở trong Amos Graphic nó sử dụng cái cùng một cái mô hình cho tất cả các nhóm, nhưng cho phép các giá trị của các tham số nó là khác nhau đối với nhóm khác nhau. Được chưa? Như vậy là khi chúng ta đặt một cái tên, nó sử dụng cái gì ạ? Nó sử dụng một cái same path diagram, có thể sử dụng cái vẫn là cái path này cho các nhóm khác nhau, nhưng mà lúc này chúng ta sẽ có đặt tên những cái tên này của các cái parameter, chúng ta sẽ phải đặt tên khác nhau. Tiếp theo nữa đó là cái phần thứ ba, là cái phần cũng quan trọng này. Các cái tham số ở các cái tham số, nó chính là các cái tham số này, những cái khi các cái số chúng ta nhìn thấy trên sơ đồ đó gọi là các tham số, được chưa? Các cái tham số ở các nhóm khác nhau có thể được constraint, tức là được bắt buộc ấy, được ràng buộc, được chưa? Các cái tham số ở các nhóm khác nhau có thể được ràng buộc cho cùng một giá trị, cho cùng một giá trị bằng cách đặt tên cho chúng giống nhau. Cái này cái chúng ta cần phải quan tâm nhé. Khi điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có hai cái mô hình mà chúng ta đặt tên cho nó giống nhau, chúng ta đặt cái tên giống hệt nhau, thì nó sẽ cho chúng ta cái thông tin gì? Thì những cái việc chúng ta đặt tên khác nhau thì nó sẽ giúp chúng ta trả lời một loại câu hỏi, và khi chúng ta đặt tên cho nó giống nhau thì nó sẽ giúp cho chúng ta trả lời các cái câu hỏi khác. Các anh chị nhớ là như vậy. Như vậy khi chúng ta cấu hình một cái mô hình ở trong Amos, cái việc chúng ta đặt tên như thế nào thì nó sẽ giúp chúng ta trả lời các cái câu hỏi khác nhau, như khi mà chúng ta phân tích đa nhóm. Tiếp theo nữa, đó đầu tiên chúng ta cần phải cấu hình mô hình A, được chưa? Chúng ta làm lại từ đầu đi. Amos output. Ở đây chúng ta tạo ra một cái mới, mô hình A, model A. Đầu tiên, new này. Sau đó chúng ta sẽ chỉ định về cái file chúng ta cần vào cái file, tức là chọn vào cái file dữ liệu đó chúng ta muốn thao tác đó. Chọn vào cái file dữ liệu chúng ta cần phải thao tác.
Amos 20 example English is a guy. Rồi. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ ra được cái phần này rồi. Chúng ta bấm vào cái phần user guide, chúng ta vừa bấm xong, đầu tiên là chọn răng trước nhá. Răng tức là cái số 2 đó, lúc này cái sheet số 2. Rồi. Sau đó chúng ta làm cái gì? Chúng ta chọn ok, được chưa? Chúng ta chọn ok. Rồi lúc này nó không hiển thị ra cái gì cả, màn hình trắng. Công việc là chúng ta vừa làm nó mới chỉ cái nguồn dữ liệu thôi, chúng ta chưa làm cái gì cả. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ liệt kê các cái biến có trong cái dữ liệu mà chúng ta vừa mới import vào, vừa mới nhập vào. Thì ở đây chúng ta vào cái dòng số 3 bên tay phải đây nhé, chúng ta bấm vào cái này, nó sẽ liền hiển thị ra các một cái ô, trong ô này nó sẽ liệt kê ra các cái biến, cái cột tương ứng với các cái cột ở trong Excel đó. Rồi ở đây cái phần ở đây ở cái phần phóng to ở trên này là chúng ta kéo cái record 1 và kéo cái Q 1 ra màn hình. Chúng ta cầm cái record 1 này, chúng ta kéo ra màn hình này. Các anh chị nhớ là ở đây khi mà chúng ta nói đến các cái biến có thể đo lường được thì trong Amos nó biểu diễn bằng hình chữ nhật, còn biến không đo lường được hay người ta còn gọi là latent variable này, unobserved variable, biến không quan sát được này, biến tiềm ẩn này, hoặc là nhân tố này, thì nó sẽ là hình ellipse. Ở đây chúng ta đang truy cập trực tiếp vào các cái trường ở trong bảng, trong cơ sở dữ liệu, tức là những cái trường này nó đo được một cách trực tiếp, cho nên chúng ta sẽ phải sử dụng hình chữ nhật. Thì ở đây trong cái Amos này nó cũng hiển thị luôn cái hình chữ nhật ra cho chúng ta rồi. Recall 1 chúng ta có rồi, chúng ta có Q 1 chúng ta kéo ra đây nữa. Như vậy nó là các cái biến này nó sẽ được hiển thị bởi hình chữ nhật, nó cũng thể hiện rằng là đây là cái biến đo lường được. Cái việc tiếp theo thứ hai đó là chúng ta sử dụng cái mũi tên hai chiều, thì mũi tên hai chiều đó là cái mũi tên để nối hai cái mục này lại. Record 1 với lại Q 1 đúng không ạ? Chúng ta có Record 1 và Q 1. Đây chúng ta có mũi tên hai chiều, chúng ta kéo từ phải sang trái thì nó sẽ lên trên, và kéo từ trái sang phải nó sẽ lên trên, và kéo từ phải sang trái thì mũi tên nó sẽ xuống dưới. Ở đây mũi tên lúc này chúng ta kéo từ bên này sang nó sẽ lên trên này. Được chưa? Nhưng kéo từ dưới sang phải sang trái nó sẽ xuống dưới này. Double head arrow tức là mũi tên hai chiều, thì các anh chị có thể hiểu là mũi tên hai chiều chắc đã covariant với lại covariant draw path này, draw covariant, covariant, standard deviation này, p value hay những cái thông số khác chúng ta sẽ gặp nhau ở các cái trường khác. Thì ở đây các anh chị cứ làm theo cái hướng dẫn trước đã. Để bây giờ tiếp theo nữa để add caption hay nói khác là lúc này đúng không? Công việc tiếp theo để cái dòng này này nó sẽ vấn đề là chỗ chúng ta sẽ thêm cái tiêu đề. Tức là thêm cái tiêu đề ở đây lúc nó là nam hay nó là nữ đúng không? Nó là nam hay nó là nữ thì chúng ta khi mà chuyển sang xem cái dữ liệu giữa nam và nữ chúng ta đỡ phải bấm nhiều. Nhà chúng ta sẽ biết được, còn ở đây chúng ta đang không biết được là dữ liệu chúng ta đang các bạn anh chỉ nhìn đây trên màn hình chúng ta không biết được rằng chúng ta đang thao tác trên cái dữ liệu nào. Đúng vậy, vừa rồi nãy cái trong những cái phần đầu tiên cũng đã xem em lại mất công vào cái phần này file xem đi xem lại. Thì ở đây là lúc này chúng ta sẽ thêm một cái tiêu đề, thêm phần và tiêu đề để mà giúp chúng ta biết được rằng là chúng ta đang thao tác trên dữ liệu nào. Tiếp theo để là thêm tiêu đề thế nào, chúng ta chọn là diagram này, chúng ta chọn figure caption ở đây. Figure caption ở đây chúng ta có title này. Chúng ta bấm vào đây, chúng ta muốn cái caption chúng ta để ở đâu đi, chúng ta để góc trên phải đi. Được chưa? Bấm vào đây. Bấm vào đấy nó sẽ hiển thị ra cho chúng ta một cái ô, sẽ trong ô này sẽ cho phép chúng ta gõ một số cái đoạn. Được chưa? Thì để hiển thị để mà đơn giản nhất thì chúng ta gõ chúng ta muốn biết được rằng là dữ liệu của chúng ta đang thao tác trên cái dữ liệu nào. Thì anh chị gõ chữ group ở đây được chưa? GROUP. Tiếp theo nữa chúng ta thêm một số format nữa, thì đây là hai cái kiểu gõ người ta đang hay dùng nhiều, chúng ta cứ gõ như vậy đi. Sau này chúng ta còn rất nhiều những cái thông tin khác nữa chúng ta có thể bổ sung sau, nhưng hai thông tin hiện tại nó là cơ bản giúp chúng ta phân biệt được khi mà chúng ta đang thao tác trên nhóm dữ liệu nào. Ok. Được chưa? Thì ở đây nó đã hiển thị lên ở đây là group number 1, chúng ta đang làm cái group number 1 được chưa?
Và model specification hay nói khác, chúng ta đang ở cái trang là chúng ta cấu hình model, cấu hình mô hình nhé, model specification. Sau đó các bạn, sau đó chúng ta hoàn thành bằng cách bấm OK, được chưa? Để thêm, lúc này chúng ta đã làm, vừa rồi chúng ta đã làm trên một cái dữ liệu, nó chính là group 1 đúng không? Nó chính là người trẻ. Thì ở đây chúng ta bắt đầu đặt tên cho cái nhóm này, nó là cái nhóm người trẻ đúng không? Chúng ta gõ tên, gõ nháy ở trên này này, có cái phần group number này, group number này. Thì group number 1 thì nó sẽ lấy thông tin ở bên này thôi. Bây giờ chúng ta group number 1 chúng ta đổi tên một chút nữa, được chưa? Ở đây chúng ta đổi tên nó thành Jung đúng không? Ở đào. Đây chúng ta Jung subject đi, giống hệt của họ đi. Jung subject tức là những cái người trẻ, được chưa? Thì sau khi ở đây chúng ta có ba cái nút, một là chúng ta xóa, hai là chúng ta đóng, ba là chúng ta chọn new. Thì vì đây chúng ta phân tích đa nhóm, khi mà chúng ta close lại thì chẳng có gì mới cả. Ở đây chúng ta muốn thêm một cái nhóm số 2 nữa. Bây giờ chúng ta copy một cái new vào đây. Chúng ta thêm một cái nút new vào đây nữa. À, lúc này nó sẽ tự động thêm cái nút new ở đây. Và cái mô hình cũ của chúng ta bên này nó cũng sẽ tự động nó copy. Hay nói khác ở trong cái phần này giống như là các anh các chị bấm vào cái sheet ấy. Các anh chị chọn cái copy đây này, được chưa? Cái công việc cái make make a copy này, sau đó chúng ta create a copy thì công việc của chúng ta đang giống làm, sau đó create a copy rồi chúng ta cần phải đổi lại tên thôi. Thì công việc ở đây chúng ta cũng y chang như vậy. Cái hộp này cũng giống như chúng ta bấm vào đây chúng ta chọn create a copy. Nhóm 1 chúng ta để răng, bây giờ sang cái phần nhóm 2 mới thì nó tự động nó thêm cho chúng ta cái group number 2. Còn trong Excel hình như là nó đánh số mở đóng ngoặc thì lại, đúng không? Chúng ta ở đây chúng ta đặt là O subject nhập mà chúng ta đóng lại. Thì khi tạo mà thì khi mà tạo cái group copy này thì hai cái này đúng nhỉ, hai cái này nó đang giống hệt nhau về mặt cấu hình nhỉ, về mặt cấu hình nó chẳng khác gì nhau cả, khác nhau mỗi cái tên mô hình thôi, cấu hình nó giống hệt nhau. Nhưng chẳng chúng ta có đây, đây chúng ta có một mô hình này, chúng ta có hai mô hình này, một mô hình, hai mô hình, hai mô hình này cấu hình giống hệt nhau. Và đã là giống hệt nhau thì là một mũi tên nó giống nhau, rồi dữ liệu nó cũng giống nhau nữa. Anh chị nhớ là dữ liệu nó cũng đang giống nhau. Nhưng bước tiếp theo của chúng ta là làm cái gì? Rằng subject xong rồi, tiếp theo đó chúng ta tạo một cái second group, chúng ta cũng vừa làm xong và chúng ta đầu tiên là O subject cũng vừa làm xong rồi. À, tiếp theo chúng ta cần phải đổi vì dữ liệu lúc này, cái dữ liệu lúc này răng subject thì cái dữ liệu về người trẻ nó vẫn ok đúng không? Bây giờ chúng ta lên đến dữ liệu người già thì các anh chị bấm vào cái phần O subject này, chúng ta cần phải đổi lại, trở lại cái dữ liệu của mô hình này vào cái dữ liệu của người già. Chúng ta bấm vào O subject, sau đó chúng ta vào cái phần select data file. Thì lúc này nhìn lên trên đây chúng ta sẽ nhìn thấy này, răng subject là có rồi, O subject lúc này chưa có. Như vậy dữ liệu nó đang để là nó không trỏ vào đâu cả, để trống. Thì chúng ta cần phải làm cái thao tác là trỏ cái O subject này vào đúng với lại cái sheet O subject, đúng chưa? Vào đúng vào cái sheet O subject. Chúng ta mở vào đây thôi. IBM SPSS A1 20 example English is guy. Chúng ta có một cái O ở đây, được chưa? Ở đây có cái răng rồi, bây giờ chúng ta dùng cái O trở vào đây. Ok, dữ liệu nó bằng nhau 40 trên 40, cả người già và người trẻ đều có 40 dữ liệu và không có missing data trong cái phần này. 40 dòng và không có missing. Xong. Đó, đây là một cách nhận working data ở subject ở đây. Được rồi. Ở đây cũng vẫn vậy, trở vào cái ô subject cũng vừa làm cho anh chị xem. Xong. Công việc của chúng ta click OK. Rồi bây giờ chúng ta đã làm xong cái bước này rồi, chúng ta bây giờ chúng ta chạy chương trình. Trước khi chạy chương trình chúng ta muốn cấu hình một chút, đó là trong phần output các bạn anh chị cứ bỏ ra mấy cái standardized estimate này, multiple correlation này, metric index, mấy cái phần này chúng ta cấu cứ để đó đi. Bây giờ gọi là có nhiều dữ liệu thôi, chúng ta chưa đọc dữ liệu nhiều đâu. Phần đọc dữ liệu rồi, phần đọc dữ liệu cùng với lại tất cả những cái thông số ở bên dưới này chúng ta sẽ gặp nhau ở module khác. Như ở phần dưới này chúng ta cứ tạm thời cái click click mấy cái ô này để cho nó hiển thị một số dữ liệu lên cho nó có dữ liệu cái đã. Output rồi, sau đó chúng ta sẽ bấm cái nút estimate, calculate, và lúc này sẽ chúng ta phải đặt tên thôi, được chưa?
chúng ta sẽ đặt tên là model, model ghép đi. Trong cái model này nó bao gồm cả, trong cái mô hình này nó bao gồm cả hai model. Như vậy lúc này nó đã chạy xong, thì các anh chị nhìn lên trên này chúng ta có standardize đúng không? Khi lúc này chúng ta bấm vào cái phần view output path diagram này, nó sẽ hiển thị dữ liệu. Lúc này đối với lại phóng to lên một chút, các anh chị sẽ nhìn thấy ở đây cho phép chúng ta phân ở bước này tất cả những gì chúng ta đang làm là cho phép chúng ta phân tích hai nhóm cùng một lúc. Thì cái việc của chúng ta khi bấm vào nút STP này nó chính là cho phép phân tích hai dữ liệu, hai nhóm cùng một lúc. Còn phân tích cái gì, câu hỏi như thế nào thì chúng ta chưa nói đến một chút nào đâu ạ. Chưa, nó còn liên quan đến việc chúng ta cấu hình nữa. Thì vừa rồi đã minh họa cho các anh các chị xem, cho mọi người xem đó là phép chúng ta sử dụng phân tích dữ liệu đa nhóm trên cùng trong cùng một phân tích thôi, thì chúng ta không tách ra thành hai cái phân tích riêng biệt như lúc nãy nữa. Thì khi nhìn vào đây chúng ta sẽ bấm này, ở đây là ô subject này, nó tương ứng với con số 5.57, 4.89, 6.69, ba con số trong này đúng không? Standardize 0.8 đúng không? Vẫn là cái ô subject nhé. Một cái này là 0.8 là correlation này, square correlation này, tức là căn bậc hai của mối tương quan đấy, anh chưa? Mối lần và đây nó là covariance này, anh chưa? Đây là với lại O subject, còn với lại Young subject chúng ta cũng có luôn. Young subject lúc này các mọi người sẽ nhìn thấy con số nó thay đổi đúng không ạ? Lúc này nó là 3.23. O subject là con số khác và Young subject nó là con số khác. Mặc dù so với những cái phần trước chúng ta đang làm ấy, nó giống hệt nhau thôi đúng không ạ? Cái phần trước nhưng những phần của trong cái phần video cũng có nói là giảm hai cái được, chả có vấn đề gì cả, làm cái chụp hình màn hình xong làm cái thứ hai copy lại, sau đó cầm hai cái so sánh với nhau. Thì bước này thì nó sẽ lặp lại cái công việc chúng ta vừa làm từ những cái phần đầu tiên đó, nó chỉ khác duy nhất là chúng ta có thể không cần phải mất công chụp hình nữa, không cần phải mất công chụp hình một cái đầu nữa hoặc là copy vào đâu nữa, chúng ta làm cả hai cái trong cùng một cái sơ đồ thôi, trong cùng một chỉ với một vài cái click chuột. Thì đấy là cái phần, quan trọng nhất đối với lại phân tích đa nhóm trong cùng một cái chương trình, trong cái video này, thấy chưa? Sau đó chúng ta sẽ đi lại những cái phần còn lại, một số các cái tham số thôi, cái việc mà xem xét các cái mô hình này, chúng ta view cái tích output lên, view cái tích output lên chúng ta sẽ thấy degree of sample moment này chúng ta có 6 này, number of distinctive parameter chúng ta có 6 này, tại sao nó là 6 đây đúng không? Tại sao nó là 6 chẳng hạn, giải thích nhanh qua một chút đối với lại răng subject đúng không? Những đối tượng trẻ chúng ta có một con số hiện đây, hai con số hiện đây, ba con số hiện đây là ba rồi. Sang ô subject chúng ta cũng có 3 nữa, cộng lại là 6 thôi. Được chưa? Tiếp theo là phần estimate chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta nhìn lên trên này. Được chưa? Estimate lúc này chúng ta sẽ thấy này, răng subject này. Lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy hai cái estimate. Một cái là cái gì ạ? Ở đây chúng ta sẽ có cái gì ạ? Răng subject default by default model này chúng ta sẽ có 3.25, 6.5 này, Q1, Q2 này, gì nữa? Chúng ta có variance, model fit này, chúng ta có các cái thông tin liên quan đến model fit nữa này, rất nhiều các cái thông tin ở đây. Rồi, ở đây cái phần view text output thì chúng ta bấm vào cái mô hình nào chúng ta ra được cái mô hình đó thôi. Đây là cái phần răng đúng không? Răng subject chúng ta view cái text output này lên. Giờ chúng ta sẽ có estimate răng subject. Giờ chúng ta bấm vào cái gì ạ? Bấm vào cái O subject, chúng ta view cái output lên, nó sẽ ra cái O subject cho. Mà sao vậy? Phần nào đây xem subject. Covariance, O subject in the group panel.
À, đây có một cái này, ta nói lại thôi. View parameter estimate for Yang as subject window estimate, chúng ta bấm vào estimate rồi click Yang subject, đúng chưa? Click Yang subject đó là cái này, nó sẽ giúp cho chúng ta xem được những cái thông số ở bên này. À, đây là cái thông số 3.25, đúng rồi. Click view object thì chúng ta bấm vào cái ô, chúng ta ra được cái ô subject 4.87 cũng vẫn vậy, đúng chưa? À, thì ở đây sẽ thì trong cái hình này người ta chụp lại cho chúng ta thôi, một cái là model A, một cái model B, thì là hai cái hình này, nó chính là hai cái hình tương ứng bên này, không có gì cả. Tiếp theo nữa đó là view output để tôi see input hoặc output, cái này standardize, cái này tôi ok, không có vấn đề gì cả. Cũng vẫn vậy thôi, view cái này này, hiển thị lên cái này để hiển thị lên trên màn hình thôi. Được chưa? Tiếp theo nữa chúng ta có model B. Model B là như thế nào? Chúng ta có model A, tất cả những gì chúng ta làm là model A là xác định cái mô hình, đưa ra cái mũi tên hai chiều vào cái mô hình đó, sau đó áp dữ liệu từng cái dữ liệu tương ứng cho cái mô hình đó. Thì cái việc ở cái việc này này, trong cái nói người ta có nói rằng là khi mà chúng ta có hai cái mô hình này, đúng là con số này, thì chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy được là các con số đó nó có sự khác nhau đó, có sự thay đổi đó, nhưng chúng ta lại không biết được rằng các con số này nó thay đổi nó có thực sự là khác biệt hay không. Nó chính là câu này. Nó rất là dễ để mà quan sát các cái ước lượng nó là khác nhau đối với các nhóm, đúng không? Chúng ta có nhóm người già trẻ này, chúng ta có nhóm người già này, chúng ta nhìn thấy rằng các con số này nó khác nhau, ok. Nhưng cái sự khác biệt này, nó cái sự khác nhau này nó có thực sự mang chất khác biệt hay không, đó là một câu hỏi mà chúng ta chưa trả lời được, được chưa? Một cách để mà tìm hiểu, tìm một cách để mà có thể trả lời ra cái câu này, đó là chúng ta repeat the analysis, tức là chúng ta vẫn làm lại cái phân tích trên, nhưng ở trong lần này chúng ta yêu cầu rằng các cái tham số, các cái parameter ở trong cái sheet của người trẻ phải tương ứng bằng, đúng nhận nó bằng và tương ứng với các cái tham số ở trong người già, tức là lúc này chúng ta phải gán cái gì ạ? Các cái con số 4.89 của người già, 4.89 này thì chúng ta cũng bắt buộc nó phải bằng với 3.23 này, 5.57 này, nó cũng bắt buộc phải bằng với 5.79 này, 6.69 này, cũng bằng 4.21 này. Thì tại sao chúng ta còn phải gán như vậy? Thì khi mà các anh chị gán như thế này, gán mà các con số nó bằng nhau ấy, thì lúc này chúng ta đã bắt đầu xây dựng cái giả thuyết rỗng. Có nghĩa là thế nào? Không có sự khác nhau giữa các tham số, tức là không có, chúng ta khi mà chúng ta gán chỗ bằng ấy, chúng ta nói rằng là không có sự khác nhau giữa người già và người trẻ trong cái mối quan hệ này, tương quan này. Làm thế nào để chúng ta nói được như vậy? Đó chính là việc chúng ta gán hai con số này bằng nhau, đúng chưa? Hai số bằng nhau có nghĩa là không khác nhau mà. Đó chính là việc chúng ta xây dựng cái giả thuyết hypothesis, và cũng đó là cái giả cũng đó chính là các cái lý do tại sao lần này chúng ta cần phải gán như vậy. Và nếu không gán như vậy thì lúc này nó sẽ cái phần hypothesis nó sẽ chưa được hình thành, được chưa? Nó sẽ chưa được hình thành bằng cái thông qua các cái gán đó. Khi gán đó thì các anh chị trước khi đọc vào cái phân tích dữ liệu đi, chúng ta cần phải tư duy, khi mà gán hai con số này lại với nhau thì lúc này nếu nó cho kết quả gì thì chúng ta sẽ mong đợi, đúng không nhỉ? Kết quả nào thì chúng ta sẽ mong đợi. Thế cái đó là một cái việc của chúng ta rất là subjective. Nó cũng tùy vào cái bài toán nữa. Có những trường hợp chúng ta bảo rằng tôi muốn có sự khác nhau, tức là chúng ta được chưa? Chúng ta tôi muốn có sự giống nhau ấy, tức là chúng ta muốn người già với người trẻ nó giống nhau, hay nói khác là cái việc gán này nó ok, hay nói khác là chúng ta đồng ý việc gán, hay nói khác là khi là nếu mà có số p value ấy, chúng ta phải không được reject cái p value ấy đi, được chưa? Còn nếu chúng ta mong muốn rằng nó phải có sự khác nhau giữa người già và người trẻ trong cái mối quan hệ nào đó, phải có nghĩa là các con số mà chúng ta gán vào với nhau này nó phải không được đồng nhất, được chưa? Nó phải có một cách nào đấy
trong mô hình nó bảo rằng cái việc gán này là không được, không ok. Gán này anh chị gán nó bằng nhau này là không đúng, được chưa? Thế đó chúng ta phải sửa lại, phải dựa vào cái số PAP value chúng ta dịch nữa. Thì các anh chị trong cái phần này đúng chưa? One way để làm, tại sao vừa giải thích cho mọi người tại sao chúng ta cần phải gán cái này, nó liên quan đến việc chúng ta bắt đầu xây dựng cái giả thuyết rộng là hai con số các mối quan hệ nó giống nhau, nên chúng ta đang xây dựng giả thuyết rộng. Tiếp theo nữa là cái mô hình mà chúng ta vừa xây dựng, chúng ta sẽ gọi nó là mô hình B. Trong mô hình B chúng ta sẽ làm cái gì? Đối với mô hình B thì việc quan trọng đó là việc chúng ta đặt tên các cái tham số, được chưa? Việc quan trọng nhất lúc này là việc chúng ta cần phải đặt tên các tham số. Ở đây chúng ta đã đặt chưa? Như chưa đúng không? Mô hình này chúng ta chưa đặt tên. Và việc chưa đặt tên thế này thì chương trình nó sẽ tự động nó sinh ra thôi. Tiếp theo nữa đó là sử dụng the same parameter khi mà chúng ta sử dụng cùng một tham số, tức là cùng một cái tên đối với lại O group, tức là chúng ta sẽ sử dụng tên của cái nhóm mới và tên của cái nhóm cũ nó sẽ giống hệt như nhau, thì nó sẽ đảm bảo cho việc là áp như là áp cái tên nó giống hệt nhau ấy, hay áp giá trị nó giống hệt nhau cũng được. Như là chúng ta hai cái chúng ta hiểu theo cùng hiểu thêm một cách là cần phải gán cho nó bằng nhau. Tiếp theo nữa là đầu tiên chúng ta click vào dạng subject, click vào dạng subject nó là cái này. Ở trong group panel at the left of the path diagram, tức là bấm vào cái này. Tiếp theo nó right click on the recall rectangle in the path diagram, right click đúng không, recall mode, chúng ta bấm chuột phải vào đây. Chúng ta làm cái gì? Trong cơ sở pop up thì chúng ta chọn object property, bấm chuột phải vào đây object property, rồi chúng ta có cột này. Ở trong cái object property này chúng ta sẽ đổi tên, đúng chưa? Chúng ta sẽ đặt tên là varex, và nó thành varex đúng không, và nó chính là variable, dạ, viết tắt của variable và này cái dưới rect, rect nó viết tắt của chữ recall đó, và rect recall đây, cách cách chúng ta tương tự như vậy, chúng ta ok này. Sau đó chúng ta có varex ở đây rồi, bên này chúng ta với cách tương tự đặt tên của varex bên này, chúng ta hoàn toàn có thể bấm chuột phải ở đây, chúng ta nhắm mắt, chúng ta không cần đọc tiếp, chúng ta cũng hiểu người ta muốn nói gì ở phần tiếp theo, hiểu chưa? Trong phần này chúng ta đặt tên là và gì ạ? Cái phần này chúng ta đặt tên là cái gì? Và phần thường và khu keyword đúng không? Và keyword. Dạ. Ở đây dùng ba cái tự, đây chúng ta dùng ba cái tự và keyword. Rồi, hai cái này rồi. Đấy là chúng ta đã đặt thêm một rồi, hai rồi, chúng ta có bao nhiêu cái estimate đấy? Chúng ta có ba cái estimate, chúng ta có ba cái estimate trong một cái model đúng không ạ? Chúng ta phần phải có tên là ba và ba lần. Rồi tiếp theo nữa ở đây chúng ta có một cái phần nữa, đó là chúng ta phải tích cho all group. Như vậy các tại sao cái phần đó nó chưa làm? Cái phần chúng ta đặt varex ở đây các anh chị, nếu mà chúng ta ok phần này rồi, khi mà chúng ta chuyển sang O, O nó tự động chúng ta tích luôn nãy rồi, chương trình tự động tích ra cho chúng ta đang định minh họa. Variable name này, ta chọn parameter này, variant, giờ chúng ta chọn parameter variant. Phần chút đừng cho chúng ta đang đặt làm chút kho một đi. Parameter tab này là quên quên một chút nữa, đáng nhẽ chúng ta cần phải đặt ở cái phần variant cơ. Giờ variant kiểu kia là variable, chúng ta sẽ đặt lại một chút, có để các anh chị để nguyên được, thì nó hiển thị nên các anh chị sẽ bị lấn biến với lại cái phần nào. Giờ varex anh chị để bên dưới, hai cái này giống hệt nhau không vấn đề gì cả, cái dưới nó chỉ là cái tên thôi, không vấn đề gì đâu, nó sẽ không sử dụng để mà tính toán đâu, không vấn đề gì cả. Tuy nhiên để tránh cái việc mà chúng ta sau này chúng ta đọc nó sẽ bị nhầm với cái thông số ấy. Được chưa? Chúng ta sẽ đổi là cái phần vari ở phần parameter này, chúng ta để là cái gì và here. Được chưa? Đây nó sẽ hiển thị ở đây. Chúng ta để ý là ở đây chúng ta cần phải tích vào cái all group. All group điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không tích? Tích vào đây, được chưa? Thì sang phần O subject này nó sẽ không có đúng không? Chỉ có mỗi cái phần bên này chúng ta vừa tích, bên này chúng ta không tích. Đúng chưa? Thì ở đây chúng ta đặt thêm một lần nữa.
vacuum này, phần parameter chúng ta nhớ phải tick và all group này, thì phần OQ này nó sẽ tự động đặt theo. Yeah. Thì việc việc cái đặt tên nó giống hệt nhau này, nó nói rằng là giống nhau đó, khi mà tôi estimate một cái thì nó sẽ có giống như hai cái, thì cái này thuộc về cái phần tính toán thôi. Cái việc người ta tính toán về trong cái mô hình này, người ta yêu cầu chúng ta phải làm như vậy. Trong một số các chương trình khác thì chúng ta chưa chắc, chúng ta không không nhất thiết phải làm theo những cái bước này, tùy các chương trình khác nhau nhé, tùy các cái chương trình khác nhau. Có chương trình giống, có những chương trình nó chỉ cấu hình đơn giản lắm, nó chỉ cấu hình có một dòng thôi thì là chạy rồi, có những cấu hình. Còn đối với lại chúng ta dùng Amos, chúng ta phải tuân theo những quy tắc của Amos, thì vì như vậy Amos mới hiểu được. Bây giờ chúng ta có varex và queue, bên này chúng ta có varex và queue, như vậy chúng ta đã có hạt 1, 2 rồi, chúng ta có 6 cái, chúng ta có 6 cái đúng không? Thì ở đây chúng ta có mấy cái rồi, 1, 1, 2 bên này cộng 1, 2 bên này, chúng ta có 4 cái, chúng ta cần 2 cái nữa, nó chính là cái đường này. Nhớ nhớ là chúng ta cần phải tick vào all group, được chưa? Rồi select all group, cái này nó sẽ nói là như vậy, trong khi object property box open Q1 type for each variant, rồi ok nó cũng sẽ vẫn vậy thôi. Và đây nó sẽ có một cái nữa, nó sẽ hiển thị lên. Tiếp theo nữa thì chúng ta cần phải cấu hình cái covariant, nó cũng phải giống hệt nhau nữa. Đó chính là cái việc chúng ta nháy đúp, đó nháy vào cái mũi tên hai chiều và gõ chữ covariant với tắt của chữ RC. Bây giờ tại sao người ta covariant, nó thể hiện là cái đường này, đường covariant này, RCR với tắt của recall và C với tắt của chữ Q này. Thì sau này các anh chị mà đi cấu hình mô hình ấy, thì chúng ta cũng có thể tham khảo cách người ta đặt tên mà chúng ta làm theo. Đúng chưa? Và tóm lại chúng ta đặt tên cái variant type in the covariant, make sure that select all group, đảm bảo rằng chúng ta cần phải bấm cái ô all group. Thì chúng ta có code nhảy group vào đây đúng không? Sau đó chúng ta vào phần parameter, sau đó chúng ta covariant nhá, ở đây chúng chữ covariant, sau đó chúng ta r recall, viết lấy chữ cái đầu tiên của cái biến 1, lấy chữ cái đầu tiên của biến 2 c, chúng ta có cô c, và nhớ chúng ta phải all group nhá. Thì lúc này chúng ta sẽ đã cấu hình xong, là việc chúng ta đặt các cái tên biến, nhá, tên biến giống hệt nhau ở cả hai mô hình. Được chưa? Hay nói cách khác là lúc này chúng ta đã xây dựng xong mấy cái giả thuyết nghiên cứu, ba cái giả thuyết null hypothesis. Cái giả thuyết null hypothesis thứ nhất nó bảo rằng varex của cái mô hình 1 bằng cái varex của mô hình 2. Đúng không? Bằng cách như thế nào, tại sao nó bằng tên giống nhau ấy, anh cứ hiểu như vậy. Tên giống nhau là bằng cái mô hình 2, hay nói khác rộng hơn nữa, mô hình 1 là đối với lại cái recall 1 đối với lại người già, và recall 1 đối với lại người trẻ, nó là giống nhau. Tương tự cách như vậy, Q cũng vậy, người già và người trẻ giống nhau. Còn đối với cái variant này, nói khác nó là cái gì? Sự biến thiên của người già và người trẻ nó là giống nhau. Nhớ, nó là giống nhau, hay nói khác là không có sự khác biệt giữa người già và người trẻ. Chúng ta đang xây dựng giả thuyết, ba cái giả thuyết như vậy nhá. Lúc này chúng ta sẽ cấu hình xong rồi. Nhớ, tiếp theo nữa chúng ta bắt đầu chạy chương trình. Cái gì đây, in the group the value Q1 represent, chúng ta đang đặt tên không đúng. Đang đặt tên không đúng, đang đặt tên không đúng. Cái mô hình 1 trong subject, cái variable của nó là Q1 thiếu chữ D, nó không tìm thấy dữ liệu. Text này variable 1 thiếu chữ D. Bên này cũng vậy, chúng ta thiếu một cái chữ E. Chúng ta có mô hình đúng nhỉ? Thì cái việc này các anh chị sẽ thấy là tại sao khi mà chúng ta chạy chương trình nó sẽ bảo là cái mô hình nó có khớp với dữ liệu hay không, cái phần lỗi này nó chính là khớp hay không đó. Mô hình này giống hệt nhau rồi. Thế chúng ta chạy chương trình. Rồi chương trình đã chạy xong. Đấy chưa? Có chi square rồi, có df rồi, chúng ta view cái output chút. Chúng ta view cái output một chút. Lúc này nó sẽ có bao nhiêu ạ? Number of distinctive sample moment, number of distinctive estimate. Đúng chưa? Lúc này chúng ta có 6 cái tham số chúng ta cần phải làm gì? Cần phải estimate ước lượng. Mà lúc này số cần thiết phải ước lượng nó chỉ là 3 thôi, vì nó giả định nó là 3 cái giống nhau rồi các bạn. Chi square lúc này nó là 4.58, degree of freedom bằng 3, và probability là lúc này cái chúng ta sẽ có cái p value bằng 0.2. Lúc này chúng ta sẽ phải dịch cái p-value, làm thế nào cho nó chuẩn, làm thế nào cho nó chính xác, được chưa?
Thì P value nói lên cái gì? Khi nhắc đến P value chúng ta nhớ bằng nhau, P luôn luôn nhỏ hơn, à bằng nhau. Nếu như bằng nhau thì chúng ta đồng ý với P, tức là khoảng cách. Người ta nói rằng 90 trên 95, à trên P bằng 0.05 là trên 95% ấy, thì nó 95 trên 95% là trường hợp là nó bằng nhau, chỉ có dưới 5% thôi. Dưới 5% là nó khác biệt thôi. Như vậy là chấp nhận được. Thế còn bây giờ mà chỉ có 94% là giống nhau mà 6% là khác biệt, người ta không chấp nhận điều đó. Thì bây giờ nó chính là cái phần alpha level 0.05, nó là như vậy. 0.05 nhân 100 lên là 5 mà. 5% là 100 đến trừ 5 đi, nó còn 95%. Thì người ta có nói là nếu mà p value mà nhỏ hơn 0.05 này, tức là chúng ta reject cái null hypothesis. Chúng ta reject là reject cái gì? Cái null hypothesis của chúng ta nói rằng là có sự bằng nhau giữa hai mô hình, hay nói khác là chúng ta đang nói rằng là hai cái mô hình này nó giống hệt nhau. Được chưa? Đấy là chúng ta reject. Reject có nghĩa là chúng ta chỉ ra là hai cái mô hình này nó khác nhau đó. Còn trong trường hợp mà chúng ta đồng ý P lớn hơn 0.05 hay nói khác, lúc này P nó bằng 0.2 nhân lên nó là 20%. Được chưa? 20%. 20% các trường hợp cái mô hình nó chạy là giống nhau, cho nên chúng ta làm gì ạ? Đồng ý với lại cái P không? Đồng ý với lại cái null hypothesis không? Là lúc này là các con số này chúng ta áp vào là hai con số kia là nó có gì ạ? Mà có giống nhau đó. À, rồi chúng ta nhìn ở trên này. Model B acceptable lúc này model B nó là conventional significant này. À, tiếp theo đó là những cái tham số, ở đây có một số các tham số thì chúng ta xem qua. Tham số là estimate đi. Như là core 1 1 model fit này, model estimate này. Chúng ta có một số các cái estimate đi. Xem trên chương trình nó nói cái gì. Chúng ta có thể nhìn được rằng cái standard error estimate obtain, tức là standard error, tức là cái này đúng không? Estimate under model B, đây là 0.78 là của chúng ta là bao nhiêu? Cũng 0.78, giống hệt nhau đúng không? Như vậy là 0.4, chúng ta cứ xem kết quả ở trong sách, kết quả ở đây nó chạy giống nhau. Nếu mà giống nhau chúng ta chỉ có xem trong sách và đỡ phải tap qua tap lại bên này. Chúng ta có cái view ở đây đúng không ạ? View ở bên này, chúng ta ngó qua một chút cái mô hình đi. Node parameter model summary analysis, đây node for model, cái node này nó sẽ thì ở đây chúng ta so sánh kết quả trước nhá, đúng không? 63633 rồi này, chi-square 4.588 ok này, degree of freedom 3 đúng kìa, cái này probability 0.205 ok, giống hệt nhau đúng chưa? Như vậy ở đây có hai cái giống hệt nhau rồi, chúng ta giả sử là tất cả những phần sau đều giống nhau hết đi, sau đó chúng ta chỉ phải nhìn vào cái slide này thôi, đỡ phải ngó qua cái mô hình để kiểm chứng lại nữa. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng cái standard error estimate dưới cái model B được chưa? Thì nó nhỏ hơn so với răng subject. Lúc này chúng ta sẽ xem răng subject, đây là răng subject đúng không ạ? Default model, cái covariant model A, thì lúc này chúng ta sẽ có một cái model A nó là 0 chấm cái standard đúng không ạ? Chúng ta có 0.7 đúng không? Chúng ta có 0.78 này. Ở đây 0.78 này 0.9909 nó là cái này và 0.803 nó là cái này. Như khi chúng ta nhìn cái standard error của cái này, cái này, cái này và cái này thì cái model B này nó sẽ nhỏ hơn so với lại cái model A. Thì ở model A đây chúng ta 0.944, 1.131, 0.953. Thì cái model A là cái model mà chúng ta đã cấu hình lúc nãy chúng ta chạy mất rồi, chúng ta không lưu lại, nhưng hiện tại chúng ta cứ giả sử rằng đây là con số của mô hình A đi, họ lưu giữ lại và bây giờ nó so sánh hai cái này. Giờ so sánh hai cái này thì ạ. Và việc so sánh này lúc này chúng ta sẽ mang ý nghĩa gì? Vì sao? Cái này nó nhỏ hơn, error nó nhỏ hơn, lỗi nó nhỏ hơn. Thì các anh chị cứ hình dung là lỗi nó nhỏ hơn, error nó thấp hơn, thì chúng ta thích những cái mô hình nào mà error nó thấp hơn. Thì model B estimate A to B thì người ta thích cái model B hơn, prefer over one from model A. Đúng chưa? Khi mà so sánh hai mô hình B và mô hình A.
Được. Thì mô hình B nó là như vậy. Có những thông tin gì chúng ta có thông tin có những thông tin gì nữa không? Graphic output mô hình A thì mô hình A này. Lúc này chúng ta sẽ nhìn mô hình chi square, nó có hiển thị p value trên này, có hiển thị chi square trên này. Dạ, lúc này 406 ở đây chúng ta cùng xem. Đây là cái mô hình chúng ta cũng mô hình đây. Dạ, và lúc này khi mà chúng ta đặt tên rồi, chúng ta giảm subject các anh chị, tại vì chúng ta không tạo ra một cái mới đúng không? Lúc nãy chúng ta dùng một cái chúng ta đắp liên kết hình giảm subject ở subject, toàn bộ những con số estimate này chúng ta constraint nó là bằng nhau hết mà, cho nên khi chúng ta chuyển giữa mô hình A và mô hình B các con số nó phải giống hệt nhau, đúng là việc chúng ta set cái hypothesis đó. Tiếp theo nữa, còn cái gì nữa không? Try the first group, name the second group, đây là cái mô hình trong những phần tới, nó là việc chúng ta sẽ sử dụng VB, VB để chúng ta Visual Basic để chúng ta chạy cái mô hình. Rồi, thì đấy là trong cái phần trong trong cái video ngày hôm nay cũng khá dài đúng không ạ, hơn một tiếng rưỡi đồng hồ. Chúng ta đang cố gắng giải thích cho các anh các chị cách thức để cho chúng ta cấu hình phân tích đa nhóm. Như vậy để tóm tắt lại thì chúng ta tại sao chúng ta lại sử dụng cái phương pháp phân tích đa nhóm trong AMOS này, cái phương pháp này trong cái video này. Thực ra cái video này có cũng được, có cũng được đúng không ạ? Chúng ta có rất nhiều cách để chúng ta vẫn giải quyết được cái bài toán trên. Tuy nhiên chúng ta phải làm nhiều việc hơn. Dạ. Ví dụ như phân tích, chúng ta phân tích từng cái một, xong chúng ta đặt hai cái mô hình cạnh nhau. Đó cũng là một cách. Đặt hai mô hình thì cách đó nó mất thời gian của chúng ta. Thì ở đây chúng ta xây dựng một mô hình, sau đó chúng ta áp cái mô hình đó. Thế là chúng ta xây dựng một cái mô hình. Dạ. Sau đó chúng ta fit cái mô hình đó hay áp cái mô hình đó vào các dữ liệu khác nhau. Đấy chưa? Thì mặc định thì xem nó sẽ có AMOS, nó sẽ cung cấp cho chúng ta là các cái nó sẽ free, tức là nó chỉ mang tính là copy thôi. Hai mô hình này nó chạy mô hình A, mô hình B chạy tôi copy nó ra, mô hình A áp với lại dữ liệu A, mô hình B áp với dữ liệu B hết, không có một thông tin gì hết. Và tiếp theo nữa trong cái phần thứ hai nữa, nó là việc chúng ta cấu hình, bắt đầu đặt cái mối liên quan giữa hai mô hình, đặt cái mối tương quan giữa hai mô hình. Đặt cái mối tương quan giữa hai mô hình bằng cách là chúng ta sẽ đặt tên cho các cái biến số trong các cái estimate, trong các ứa lượng chúng ta gán nó bằng nhau. Thì cái việc gán nó bằng nhau nó có ý nghĩa thế nào? Đó là việc chúng ta sẽ set up các cái giả thuyết null hypothesis. Yeah. Nó là trong cái mô hình, trong cái mô hình đó nó nói rằng là không có sự khác biệt giữa mô hình, các cái dữ liệu giữa mô hình A và giữa mô hình B. Và khi chúng ta có cái mô hình này vào, chúng ta chạy sau đó một loạt các cái thông số này dựa vào cái p value, dựa vào cái biến này, chúng ta sẽ biết được rằng là chúng ta chạy cái dữ liệu như các cái dịch cái dữ liệu như thế nào. Thì cái phần dịch chúng ta nằm ngoài cái module hôm nay, ta sẽ nói ở cái module tiếp theo sâu hơn. Rồi, xin chào các mọi người đã theo dõi, hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo.